Hello, con back to my channel Start Screen được không? Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Surrenderia, hay đi. Okay.
Okay, let's go. Thoát ra khỏi ngôi nhà ma này rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Lên đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ ba, It's Hologram. Let's go. Thank you.
镇上的给地听。上的住。và từ game này thì các bạn sẽ phải phá hủy nơi này của ông gã hay. Đây là một nơi mà ông ta từng giam giữ con người. Sau đó thì đánh đập những con người đây.Tiến sâu bên trong này một tấm gỗ đi đồn qua
Ok, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ sang từ kênh thứ 5. Bên đi, em đi cho mình đi. See if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Oh my God. Joey, what were you doing? Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace them. Okay, that's all of them. Oh my gosh.
sẽ phải đi thẳng vào trong này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Hour of Slenderia. Thank you.
Xong ở đây và các bạn sẽ tìm một bức hình nữa. Thì đó đủ 80 hình. Các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa để mở cửa cánh cửa dưới tầng hầm của tòa nhà. Ok. Tìm tiếp bức hình nữa và các bạn sẽ hoàn thành được một phần của tòa nhà này thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Roblox. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Mr. Grandi.
my gosh. Wow, tài luôn. Oh my gosh. Rồi, ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.